Mỹ Đình đây. Mày đang bóng đá ở Hàng Đẫy chứ không phải Mỹ Đình, nhưng mà ra Mỹ Đình xem cây. Con Tùng là hán hay quá. Vâng, sẽ quay từng quê một. Này mình chuyên Tùng à? Tùng cối, Tùng là hán. Tí nữa hỏi giá xem nào. Nhà mình là từ chỗ cây mít đổ lại à, hay như nào? À, từ cái Tùng này đổ lại. Quay hết đi. Rồi. Con này vừa bảo là 25 triệu ạ. 25 triệu. Này liệu có thương lượng không hay là cứng rồi? Có tí tí đấy ạ. À, Gia Lộc của tí. Gia Lộc. À. Mình là đến từ đâu ạ? Nam Định, Nam Định. À, Nam Định. Tùng đẹp quá nhỉ. Đấy. Mình trải nơi để trải, khi mà trải đi thì nhìn nó sạch sẽ. Đấy, trải. Vâng, có cái so xanh đấy. Đấy. Ba con Tùng. Đây là một con ở giữa này. Nhìn so với cái xô mỗi con 500 ba 500 con triệu. 500. Vâng. À ba con 500, cả ba đâu. Cả ba mua ba. Lẻ thì còn chưa nói, nhưng mà mua cả ba con là 500 triệu. Con này sau tí có trải trải thân không? Có. Trải thân luôn. À. Hay quá nhỉ. Đấy. Bây giờ phải quay cái làm này, nhìn người ta mới lộ cái thân ra. Người ta thích. Đấy nhìn. Sao nhìn nó như tổ ong bò vẽ nhỉ? Thích. Đấy. To chưa? Rất rụt rịt. Cao tầm chắc tầm 6-70 nhỉ. Tay tán đây rồi. Tay tán đầy đủ hết rồi, chỉ chơi 5 triệu. Đấy. Thích mấy cái Tùng quá. Vâng. Đây con này chơi một đôi hai bên này này. Bộ ba. Vâng. Để quay cây đằng này trước, quay chật. Con này với con kia là một đôi. Chân phía rất hay. Đấy. Em Tùng ơi. Này không quay trời. May mới được nghỉ để ra đây. Thấy cây Tùng hay quá. Rồi. Có múc được cây nào anh? Chưa, đi xe là chị. Thế có mang ra đây không? Có mang cây nào ra đây không? Có, mang vài cây. Để chỗ nào đấy? Lâm Điền. Chị như mày. Vâng. Đấy, đang chảy cây này. Điền đấy. Điền quả. Điền quả. Già quá, già nua. Tắm rửa đây. Tắm rửa cho cụ đây. Đúng rồi. Trải sạch tấm phụt. Tí nó lên màu thích. Sướng. Cây mùi hoa sữa đâu quá, chỉ ngay trên đầu con này rất đẹp. À, toàn bộ chỗ này toàn là Tùng ấy. Tùng cối, Tùng hoa hán. Hoa hán này đẹp quá. Đây cảnh rất là thích, xuân xuê. Đấy. Ông là thích thì ra Mỹ Đình mà múc ở gần cuối đầu chỗ khu vực Tùng La Hán này là chỗ liên đoàn bóng đá ấy. Đấy. Đấy. Giờ đây nó như đi chợ mà bác, nhưng mà nhiều, nó là hội chợ chứ không phải triển lãm.
lát thì phải làm đỏ biết đàng hoàng thôi. Bác đến từ Nam Định, cái tùng đấy là đang làm cái tùng kia. Đấy, đang trải chuốt một con thuộc bộ 3 mà 500 triệu đấy. Con đầu tiên ấy. Con thứ hai. Đấy. So sánh với cái xô đá thì các bác nhé. Xô đá. Đây, 500 triệu. Tất nhiên là có thương lượng rồi nhưng mà bác là thậm chí thì ra cả nó thích thì ra mà cả đấy giá gỗ đó khác chả biết thế nào. Đấy, con ở giữa đây, mặt sau con ở giữa và con bên này hay hơn bên này hay hơn. Chân mẹ đấy, nhà nào to nhà biệt thự hết chơi thì vui lắm. Chân đẹp. Chân đẹp ghê. Con này hay đấy. Đó. Đấy, nhà to chơi con này hai bên chầu. Con này hay nhất. Con kia nè. Đấy, cao tầm mà nó cả chậu khoảng 2 mét. Nó có được 2 mét. Cả chậu 2 mét. Đấy, bắt đầu trải ra không đấy. Trải phát nhìn đỏ ra nhìn khác ngay. Đấy, con này đỏ ra. Xin chào. Vâng. Được cây nào cho anh? Chưa. Chơi đi. Vâng, đến giờ em mới ra đến đây. Đấy, em vừa chảy. Hôm trước thích mấy cây danh của ông Trương. À kìa. Xin ông bạn cái số điện thoại của ông Trương. À đây. Lấy luôn không? Alo ông ấy xem có đây không? Nhưng mà ông cái này có ra đây không? Em không biết đâu. Trương à? Ở đây à? 0912 0912 rồi 244 369 à. Alo luôn xem đằng đầu có ở đây không. Đấy, giờ trải nốt mấy cây này mặt sau mà mặt trước về giữa đây. Rồi sang bên này xem. Đấy. Hay quá. Bên này với bên kia là một à bác? Con này mà đang làm này có giá khoảng bao tiền ạ? Con mà đang làm này có giá khoảng bao tiền ạ? Hơn chục ạ. Hơn chục. À. Con này làm kiểu trực liên chi nhỉ? Sau nó bóng thiên nhiên cũng rất là hay. Tùng và hán này thường là cắt rất ít, bẻ tay tán rất nhiều. Đấy, hơn chục. À. Sao đây để quay cua khóc à? Làm quả cóc kinh quá. Ai à, mày có cây mít hay đấy. Cây mít rất hay. Rất rụt rịt, cây mít rất hay. Mít này khả năng là mít mật, lá to to này. Mà cũng không rõ được vì cho ăn phân bò tốt như này. Toàn phân bò, phân lợn.
phân lợn, phân lợn không phải phân bò. Đấy, rất là gì. Đáng ngồi đầu đây. Ngồi đầu, rất hay. Này cũng mà đi cả ngày không hết. Ôi, hoa giấy làm hay quá nhỉ. Quay thoải mái. Vâng. Quay hết tầm tay. Như con hoa giấy như này khoảng bao tiền ạ? Cái đấy mua cái nào đúng tiền. À đây để mọi người biết ra đây. Chiêm ngưỡng. Đấy. Nhiều nhà không báo giá. Không phải những cây này bao. Chả biết. Cứ bảo ra rồi tính. Đấy. Đang hỏi cây này bao tiền. Để khán giả biết. Để ra xem bác ạ. Ví dụ như một cây hoa giấy như này khoảng bao tiền? 7 triệu. 7 triệu. À. Thế còn cây nhỏ trong kia, nhỏ hơn. Nhỏ thì rẻ tiền. Cây mít kia là bao tiền? Mít 20 triệu. Đẹp quá. Làm tay rơi hay quá. Phong cách riêng đấy. Phong cách riêng đấy. To quá mình muốn chơi không chơi được. Đó, trở về quê. Đấy. Đây kiểu có như là ô vuông này này. Tổng thể thì bóng là đầy đủ hết. Đấy, còn tay thì cứ rơi này đó. Cứ giật khúc này. Như những ô cửa sổ đó. Con La Hán Giáng Long đẹp quá. Rất sung sôi. Ra đây mà chọn La Hán thì nhất rồi. La Hán hoa giấy. Ủa, đây công phượng này cả trống mà chiếc gì đây. Đấy. Hoa giấy nó cũng hợp lý thôi. Chắc là bằng cả xuống nó cũng hợp lý thôi. Thực tế nó chỉ là bẻ tây tán với cây hoa rất là đặc sắc. Còn nghệ thuật của nó thì chưa chứa nhiều hạt lượng. Đấy. Rất hay. Một cái làm rất hay. Về cách bày trí một cái bonsai mới mà không yêu cầu quá cầu kỳ. Đây này, toàn phân lợn này. Mít rất lùn rất dù dịp. Đấy, mít 20 triệu cho mít. Đấy, đi khoảng độ 20 phút mà mới được có một góc của chỗ hội chợ. Còn rất là hay. Đấy. Rồi, cảm ơn bác chủ nhá. Ai mua ra đây liên hệ bác.